đi cùng với mình ca sĩ Cao Nguyên Thế, giọng giải nhì, giọng ca nhạc thứ hai thành phố Hồ Chí Minh và những nghệ sĩ khác sẽ trình bày chúng ta nghe bài hát Ra Khơi Nhìn Lại Quê Mình, một sáng tác của Nguyễn Trang Lý. Yeah.
Thank you.